Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Đồ Họa Thuận Yến. Trong phần hướng dẫn Premiere CC 2020 hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành một bài tập vận dụng cái plus in vitacin. Các bạn có thể xem qua cái video mẫu của mình trước nha. Đây là video mẫu của mình và bây giờ mình và các bạn cùng xem qua cái phần file gốc ha. Ở đây cái phần video mình có 5 cái video. Ở đây ba cái video này là video quay dựng bình thường. Còn ở đây cái đoạn 11 và 22 các bạn xem qua trước. Thì những cái đoạn này là những cái video làm từ cái phần mềm After Effects ha. Ở đây mình sẽ có những cái thư viện hay còn gọi là những cái project của After Effects, những cái file After Effects đã làm sẵn và mình chỉ việc chỉnh sửa lại. Thì cái phần này mình sẽ được học trong cái phần nâng cao để chỉnh sửa, thay đổi hình ảnh để mình xuất ra được cái video giống như vậy để mình đưa vào review của mình. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn hai cái đoạn video này rồi. Cái phần hình ảnh rồi phần âm thanh. Thì đầu tiên mình sẽ tạo cái neural set trước ha. Các bạn import file vào, các bạn vào file import. Ở đây mình đã tổ chức các media thành từng cái thư mục riêng, thì các bạn có thể chọn từng cái thư mục này, các bạn import folder vào để nó giữ nguyên cái thư mục này cho mình. Như vậy thì mình sẽ dễ dàng quản lý cái phần media của mình. Nếu mà các bạn import từng hình hoặc là từng video thì như vậy thì các bạn sẽ rất là nhiều đối tượng thì mình sẽ hơi khó quản lý. Âm thanh. Các bạn vào video. Để đầu tiên thì mình sẽ tạo cái new sequence trước. Các bạn click phải vào new sequence from list để tạo cái sequence nè. Các bạn có thể đổi tên. Rồi mình xem theo cái video mẫu để mình tiến hành cắt ghép ha. Để mình cắt cho nó chính xác từng frame thì các bạn có thể di chuyển bằng cái phím này. Để di chuyển từng frame á. Đoạn 1122 này các bạn kéo qua. Các bạn chọn hai đối tượng, click phải Speed Duration. Mình sẽ tăng tốc độ nó lên 150%. Các bạn tích vào Ripple. Ok, để nó tự chuyển động lại ha. Sau đó các bạn click phải vào chọn Scale to Frame Size để nó điều chỉnh kích thước về bằng đúng cái khung hình của mình.
Thì đầu tiên mình tiến hành dựng thô trước thôi, thì các bạn xem video và các bạn tiến hành cắt ghép cho nó phù hợp. Mình có thể click vào Wrap Video Only để mình lấy phần hình ảnh thôi, mình không lấy phần âm thanh. Các bạn vào thư mục relax nè, các bạn trở về relax vào thư mục hình ảnh, các bạn cần join A để chọn hết các hình này, sau đó các bạn kéo vào. Mỗi hình này mình chỉ muốn nó 2 giây thôi, thì các bạn có thể quét chọn, click phải, speak duration. Duration đó là 5 giây, mình chỉnh về 2 giây, 200. Rồi sau đó, ok. Các bạn click phải vào phần hình này, chọn scale to frame size để nó điều chỉnh kích thước, nhưng mà nó chỉ điều chỉnh kích thước một cạnh bằng cái khung hình thôi, còn cạnh còn lại thì mình tự điều chỉnh thủ công á các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn phải điều chỉnh luôn cái thông số position để mình lấy lại được cái phần logo, mình điều chỉnh cho nó cái vị trí phù hợp ha.